Chào cả nhà yêu lan nhá. Lâu lắm rồi thì em mới lên một cái video bán lan. Ngày hôm nay thì chỉ có vài đơn lan Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai, hàng nguyên bản thôi các chị ạ. Cái dòng này thì rất là hiếm cho nên là cũng không có nhiều để chia sẻ. Mỗi lần lên đơn chỉ được vài cây thôi. Nhưng mà chất lượng là quan trọng chứ không phải là số lượng. Và ngày hôm nay thì có 4 cây rất là đẹp tuyển chọn thì giá từ 450 cho đến 550. Những cây mà nó đang có hoa, có những cây thì hoa đã tàn rồi. Nhưng đều chuẩn tháng 8 Gia Lai thì sẽ rất là yên tâm để các anh chị về chăm và chơi cũng như bảo tồn nguồn lan rừng của Gia Lai các anh chị nhá. Ngày hôm nay thì mời một cô người mẫu đứng cầm để quay và em sẽ đi vào đơn đầu tiên luôn. Đây là đơn số 1 này. Giá 450. Là một cây nguyên bản rất là dài này. Ở phía dưới chân thì lá ngày trước nó rụng đi rất là nhiều và có thể kích cây con lên từ cái cây này rất là dễ dàng và dòng này thì rất là nhanh lớn. Và vì thế thì việc chăm và trồng loài Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai rất là dễ. Và với một cây như thế này, giá chỉ là 450k thôi, giá rất là êm ái so với những cây Hoàng Nhạn tháng 8 ngoài thị trường các chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn, cây thì rễ rất là nhiều và cứng cáp khỏe mạnh. Về chỉ việc đặt vào chậu và thêm giá thể và chăm sóc là cây sẽ rất là đảm bảo để chúng ta có một tác phẩm đẹp. Đó. Tiếp theo sẽ chuyển qua đơn số 2. Đơn số 2 này, đơn số 2 cũng là một cây khá là dài đấy, theo như dòng đơn thân gọi kiểu dạng thân dừa ấy. Cây này mà kích cây con từ dưới lên thì cũng rất là dễ và có thể kích vài cây con trong năm tới. Nhân giống thì cũng khá là ok. Cây này thì nó có một cái vòi hoa này, quay gần này. Cây này nó có một vòi hoa ở trong này mà nó bị con gì cắn mất. Đó. Nó bị con gì cắn mất cho nên là nó thành ra nó không ra hoa được. Và năm nay thì lỡ hẹn với mùa hoa. Nhưng không sao. Lỡ hẹn mùa hoa thì năm sau nó sẽ phát triển tốt cho cây hơn và năm sau mùa hoa sắp tới thì cây nó sẽ khỏe và hoa nó lại rực rỡ thôi. Cây này thì là đơn số 2, giá cũng là 450k. Một cây rất là đáng đồng tiền mất gạo luôn nhá. Đó. Tiếp theo. Tiếp theo sẽ là đơn số 3. Cây này thì đang có hoa luôn. Hoa rất là to này. Cũng có 3 cái hoa này. Hoa rất là to luôn. Cây này thì 550 này, hoa vàng này, màu vàng rất là đẹp luôn, rất là tươi. Vàng tươi rất là đẹp luôn nguyên bản nhá. Giá là 550k cho đơn số 3 này. Cây này từ rừng về này, bản lá cũng khá là to này và có tố chất này, mai mốt chăm lên thì sẽ thành một cái tác phẩm rất là đẹp luôn. Đó, đơn số 3 giá là 550k nhá, đẹp không có chỗ nào để mà chê luôn ấy. Cực kỳ đẹp luôn và đơn số 3 550. Bây giờ đến với đơn cuối cùng ngày hôm nay. Đơn số 4 này, đây là một cây nguyên bản đặt chậu này. Đấy, bóc từ một cái vỏ cây rừng ra này. Và nó đang có nụ. Đang có nụ này thì khả năng sang tháng 12 thì nó mới nở. Những cái nụ này và cũng có ba hoa, sẽ là ba hoa. Đấy. Cây lá cũng khá là nhiều và cứng cáp khỏe mạnh. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì cũng có giá là 550k. Đó, giá, tờ giá của nó đâu em. Đấy, đơn số 6 nhá. À, lộn lộn lộn, hồi nãy ghi đơn, ghi thành số 6 luôn. Nhưng mà đây là đơn số 4. Đơn số 4 là 550k. Đấy, cứ cho nó là đơn số 6 đi. Một cây rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp ghê luôn á. Về thích thì sang chậu khác, to hơn. Chậu gỗ nhìn nó sang hơn. Đó. Và ngày hôm nay chỉ có 4 đơn vậy thôi. Quay phim vào lúc mà trời nó đang âm u, mấy hôm nay trời Tây Nguyên nó đang âm u, mưa gió cho nên là hình ảnh video nó không được tươi lắm. Các anh chị xem cố gắng giúp em nhé. Đó, và có 4 đơn như vậy giá cũng rất là ok so với dòng Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai. Bởi vì dòng Hoàng Nhạn tháng 8 nói chung, không kể Gia Lai ở đâu em không biết, nhưng mà giá trị của nó sẽ cao hơn các dòng lan khác rất là nhiều. Còn dòng Nhạn tháng 8 Gia Lai này thì em chia sẻ giá rất là ok luôn. Và em cũng không có nhiều hàng từ đầu mùa đến giờ. Thường thường là các anh chị mua, nhắn tin mua riêng, điện thoại mua riêng với em rất là nhiều so với việc em bán trên kênh. Đó, bởi vì nó cũng không có nhiều đâu các anh chị ạ.
Và các anh chị mà yêu thích dòng lan rừng của Gia Lai thì hãy alo cho em theo cái số điện thoại em để dưới góc trái màn hình là 0376 523 769, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0968 789 735 để có thể sưu tầm những nhánh lan rừng của Gia Lai các anh chị nhé. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chúc các anh chị là sẽ sưu tầm được nhiều loài hoa đẹp cho các nhỏ đam mê của mình nhé. Xin chào.